Bạn đang sử dụng phương pháp lưu trữ truyền thống kém hiệu quả. Hãy để cơ khí Việt giúp bạn. Sau nhiều năm trong ngành cung cấp giải pháp lưu trữ cho nhiều công ty tại thị trường trong nước, cơ khí Việt, với niềm đam mê và mong muốn ứng dụng công nghệ mới cho lĩnh vực kho bãi tại Việt Nam, chúng tôi đã tìm hiểu các dòng kệ tự động trên thế giới và mang công nghệ kệ tự động vào hệ thống kho bãi truyền thống tại Việt Nam. Sau nhiều tháng nghiên cứu sản xuất, cuối năm 2018, cơ khí Việt là đơn vị đầu tiên triển khai lắp đặt dòng kệ tự động radio sắc thồ tại Việt Nam. Hệ thống kệ được sản xuất hoàn toàn 100% tại Việt Nam, sử dụng robot sắc thồ được nhập về từ đối tác Auto MHA đến từ Ý. Trong suốt thời gian triển khai hệ thống kệ tự động cho nhiều đối tác tại Việt Nam, công ty cơ khí Việt và Auto MHA đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi kỹ thuật và các buổi đào tạo chuyên sâu về robot tự động dành cho nhà kho. Hiện tại, đội ngũ kỹ sư của cơ khí Việt tự tin với kỹ năng chuyên môn vượt trội trong thiết kế hệ thống kệ tự động và bảo trì, bảo dưỡng robot sắc thồ một cách chuyên nghiệp hiệu quả. Tháng 5 2024, MHA đã cùng cơ khí Việt hợp tác triển lãm dòng kệ tự động ASRS AutoSat Mover tại triển lãm tự động hóa và kho bãi, với mong muốn đưa tới các giải pháp lưu trữ hiện đại nhất đến với các doanh nghiệp Việt Nam, làm chủ công nghệ lưu trữ kho bãi tiên tiến nhất. Nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ, đội ngũ kỹ sư của cơ khí Việt đã làm chủ các công nghệ mới, dẫn đầu thị trường về dòng kệ bán tự động radio sắc thồ cho nhà kho và được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Cùng xem qua một số công trình kệ tự động mà cơ khí Việt đã triển khai trong thời gian qua. Hệ thống kệ tự động do cơ khí Việt lắp đặt cho các công ty thực phẩm đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho các kho bãi lớn, giúp tiết kiệm diện tích, tối ưu hóa thời gian và chi phí vận hành, đồng thời nâng cao hiệu suất công việc. Hệ thống kệ radio sắc thồ yêu cầu mặt bằng và số lượng lưu trữ tương đối lớn để có thể tối ưu về mặt chi phí, cần không gian đủ rộng để các sắc thồ di chuyển một cách hiệu quả. Việc đo đạc, lắp đặt chính xác là rất quan trọng để tránh tình trạng kệ bị lệch, gây nguy hiểm trong vận hành. Trong đó, công tác quan trọng nhất chính là khâu bảo trì và bảo dưỡng định kỳ. Các sắc thồ và bộ điều khiển cần được kiểm tra và bảo trì định kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tránh hư hỏng, ảnh hưởng đến quy trình lưu trữ và vận chuyển hàng hóa. Cơ khí Việt không chỉ cung cấp giải pháp kệ tự động với chất lượng vượt trội mà còn chú trọng đến việc đảm bảo tính ổn định lâu dài của hệ thống. Bằng việc sở hữu công nghệ sản xuất hiện đại tự động, cơ khí Việt có thể gia công các chi tiết của kệ với độ chính xác cao, từ đó đảm bảo các sắc thồ và bộ điều khiển vận hành mượt mà và hiệu quả. Bên cạnh đó, với hơn 6 năm kinh nghiệm triển khai, cơ khí Việt đã khẳng định được khả năng thiết kế hệ thống kệ tối ưu cho nhiều công trình lớn trọng điểm, phục vụ cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Việc cung cấp những giải pháp linh hoạt và dễ dàng tích hợp với các yêu cầu đặc thù của khách hàng đã giúp cơ khí Việt tạo dựng được lòng tin vững chắc trong thị trường tự động hóa kho bãi. Dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng của cơ khí Việt cũng là một yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị sử dụng của hệ thống. Đội ngũ bảo trì của cơ khí Việt hoạt động 24/7, sẵn sàng hỗ trợ khắc phục sự cố và duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống kệ radio sắc thồ. Bằng các khóa huấn luyện chuyên sâu, nhân viên của các doanh nghiệp có thể sử dụng robot và hệ thống kệ một cách thuần thục, đồng thời hạn chế được những sự cố phát sinh trong quá trình vận hành. Trước đây, các doanh nghiệp tại Việt Nam thường phải nhập khẩu các hệ thống kệ tự động từ các tập đoàn lớn ở Đức, Ý và các quốc gia phát triển khác. Điều này không chỉ đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu lớn mà còn kéo theo các chi phí bảo trì, sửa chữa khá cao và thời gian chờ đợi lâu. Sau năm 2018, với sự tiên phong của cơ khí Việt trong việc nghiên cứu để sản xuất dòng kệ radio sắc thồ, các doanh nghiệp giờ đây có thể lựa chọn giải pháp kệ radio sắc thồ made in Việt Nam với mức chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao. Hệ thống kệ tự động khi ứng dụng trong hệ thống kho lạnh đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho ngành thủy sản. Do robot có thể hoạt động liên tục trong nhiệt độ âm 20 độ C giúp tăng thời gian hoạt động nhập xuất của kho hàng, tối ưu chi phí vận hành cho kho. Robot sắc thồ thay thế nhân viên vận hành và xe nâng để di chuyển sâu vào các dãy kệ cho việc nhập xuất hàng, nâng cao hiệu suất làm việc và đảm bảo an toàn cho nhân viên trong kho lạnh. Thông thường, một robot nâng hàng có thể đạt tốc độ xuất nhập tối đa 600 pallet ngày trong 8 giờ làm việc. Sử dụng kệ tự động radio sắc thồ là giải pháp thông minh góp phần trong việc sắp xếp hàng hóa và quản lý kiểm soát hiệu quả hàng tồn kho nghiêm ngặt, duy trì lượng hàng tồn kho để luân chuyển nhanh và các điều kiện bảo quản sản phẩm phù hợp mọi lúc, đảm bảo 100% chất lượng hàng hóa trong lưu trữ. Công trình kệ tự động do cơ khí Việt lắp đặt cho công ty ngành hàng tiêu dùng có chiều cao lên đến 11 m với 6 lớp pallet,
giúp tối ưu không gian lưu trữ đến 100%. Đặc biệt, công trình còn được trang bị một loạt các robot sắt thồ có khả năng hoạt động độc lập, nhanh chóng và chính xác, giúp giảm thiểu sự can thiệp của con người, đồng thời tối ưu hóa tốc độ xử lý đơn hàng. Với khả năng làm việc trên các kệ có độ cao lớn như 11m, robot sắt thồ có thể tiếp cận các pallet hàng ở các tầng trên mà không cần sử dụng đến xe nâng chui sâu vào kệ, qua đó giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động và tiết kiệm chi phí vận hành. Được thành lập từ năm 2008, cho đến nay, Cơ khí Việt là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất giá kệ chứa hàng. Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào cung cấp các loại giá kệ chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trữ của doanh nghiệp. Cơ khí Việt sở hữu nhà máy rộng 11.000m2 với dây chuyền sản xuất hiện đại, được trang bị công nghệ tự động hóa tiên tiến, đảm bảo mọi chi tiết sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn chính xác cao. Cơ khí Việt cam kết sản phẩm kệ tự động được sản xuất 100% tại xưởng, nguyên liệu chất lượng, giúp giảm thiểu chi phí và mang lại giá thành tốt nhất cho khách hàng.